Hi, xin chào tất cả mọi người. Em tên là Trúc Anh. Tụi mình là Quang Đại. Hiện tại em đang tham gia khóa học Automating của lớp diễn xuất. Chưa bao giờ tham gia bất cứ một cái lớp học diễn xuất nào hết. Cho nên là, và cái ý định học diễn xuất của mình thì nó cũng lâu rồi, nhưng mà mình chưa có cơ hội. Mình cũng biết đến Automating là cũng chắc 1-2 năm trước đó, nhưng mà chưa có năm nào mình có thời gian và có cơ hội để tham gia hết. Nhưng mà mình rất là háo hức, tại vì mình không biết là vô một lớp học diễn xuất là sẽ được dạy cái gì, sẽ được luyện những cái kỹ năng nào. Cho nên là mình rất là chờ đợi để được làm các bài tập, hoặc là được có những cái sự tập luyện về kỹ năng, về tâm lý, về diễn xuất. Thật ra thì khi mà Đại đăng ký khóa diễn xuất cơ bản thì mọi người nghĩ là Đại muốn làm diễn viên, nhưng mà thật ra Đại chỉ muốn tò mò, tại vì mỗi ngày trong đầu Đại lúc nào cũng có nhiều câu hỏi hết. Và đặc biệt là điện ảnh là một cái thứ mà mọi người đều có thể bị phát cuồng hoặc bị mê hoặc, tại vì mình luôn tò mò không biết là đằng sau cái bộ phim mình coi, một cái khâu sản xuất bộ phim đó như thế nào, rồi diễn viên phải làm việc cực lực như thế nào. Thì Đại muốn là thông qua Gặp Gỡ Mùa Thu, Đại sẽ tìm hiểu được và giải đáp cho mình những câu hỏi đó. Và nếu mà có may mắn thì mình cứ tiếp tục theo đuổi những cái công việc của mình đang làm. Và ngoài ra nữa, Đại nghĩ là diễn xuất thì nó là một phần của cuộc sống, và nó sẽ giúp cho cuộc sống và những cái công việc của mình trở nên tự tin hơn và thoải mái hơn. Cái sau cái buổi đầu tiên của Automating thì ngày hôm nay Đại học với giáo viên đến từ Hàn Quốc là cô Lydia, và học về lý thuyết cũng như thực hành, thì là cảm thấy là khóa học rất là thoải mái. Điều đầu tiên là thoải mái và cho mọi người cảm giác là trở thành một diễn viên hoặc là trở thành và biết diễn thì nó chỉ cần là mình phải thoải mái trước cái đã và làm mọi thứ rất là tự nhiên và chân thật. Và điều đó Đại nghĩ là một cách giáo dục rất là thoải mái, và từ đó thì mình sẽ được là chính mình, và ngoài ra mình cũng có thể học được rất là nhiều thứ thông qua cái việc mình luyện tập như vậy. Thật sự là mọi bài học của cô em đều thấy là đều gọi là bài học này, bài học khác đều là phải là một cái đường dây của nó, mình mới có thể là gọi là có thể trở thành một diễn viên được tốt được. Nên là em nghĩ là mỗi bài học nó đều có một cái ảnh hưởng rất là lớn đối với em, là để chọn không cho khó. Chắc có khả năng là kiểu sự tự ti á, tại vì ban đầu thì mọi người em tưởng là lớp basic thì em nghĩ là mọi người cũng không có ai học diễn xuất rồi đâu, nhưng thật sự là cô rồi biết là thật sự là tại những người có kinh nghiệm rồi, 4-5 năm diễn xuất cũng có luôn. Thì mình vô kiểu mình chưa có học thì nói là cũng hơi tự ti và không dám xung phong lên lớp để diễn nhiều. Thật ra thì mình tới đây trong tâm trạng là mình rất là muốn học hỏi, và mình cũng muốn có cái sự kết nối với mọi người, với các bạn diễn viên khác. Cho nên là khi mà mình tham gia cái lớp học ngày hôm nay là ngày đầu tiên á, thật sự thì mình thấy các bạn, các anh chị rất là kiểu giúp đỡ, quan tâm lẫn nhau, và mọi người cũng đều rất là chịu khó học hỏi, cho nên là nó làm cho cái tinh thần ham học của mình kiểu hào hứng hơn ấy. Và thật ra là lớp học cũng không có quá căng thẳng, nhưng mà rất là nghiêm túc, thầy dạy rất là nghiêm túc. Nhưng mà bọn mình vẫn thoải mái, tức là thoải mái để học hỏi với nhau, để làm các bài tập. Thật ra là Trúc Anh cũng đã đến Hội An cũng 2-3 lần gì đó. Có những lần là đi làm, còn những lần là đi chơi, thì đây cũng là một trong số những cái địa điểm Trúc Anh rất là thích. Trúc Anh nghĩ là thật ra tổ chức ở Sài Gòn cũng ok, nhưng mà Hội An sẽ là một cái địa điểm lý tưởng hơn, là tại vì ở Sài Gòn đôi khi mình sẽ còn những cái
gọi là nó hơi xô bồ, nó hơi bận rộn công việc rồi vui chơi này kia, nhưng mà khi mà mình tới với Hội An á, nó yên bình hơn và mọi thứ nó chậm hơn, cho nên là Tiếp Anh nghĩ là nó sẽ giúp nhiều hơn cho cái việc tập trung vào những cái lớp học. Về thành phố tổ chức gặp gỡ mùa thu thì Hội An luôn là một cái thành phố yêu thích của Đại, và Đại cảm thấy là ngày hôm nay thì cũng là một cái thời điểm thời tiết rất là đẹp và mọi thứ rất là mát mẻ, và Đại nghĩ là ban tổ chức cố tình chọn Hội An tại vì cái gặp gỡ mùa thu này nó giống như là một cái gọi là một cái cuộc trốn chạy ra khỏi thành phố, và mọi người có thể tạm gác lại những công việc của mình, những lịch trình của mình hoặc là những cái kế hoạch cá nhân của mình để có thể tập trung vào khóa học. Và Đại cảm thấy khi mà mình học ở đây và ở giữa thành phố này thì mình cảm thấy là cái không gian này nó cho mình thoải mái và mình mở rộng tư duy của mình, đồng thời mình cũng được gọi là dễ dàng để tiếp nhận được những cái thông tin mới. Em nghe anh chị kể có rất là nhiều người đã bỏ lỡ những năm trước để đợi. Em nghĩ là năm nay cũng đã có những người đã bỏ lỡ cơ hội để có thể tới được đây. Em nghĩ ông cũng xin là một cái chương trình rất là hay, rất là vui cho những người đã có kinh nghiệm diễn xuất rồi và cả cho những người đã không có kinh nghiệm diễn xuất. Nhưng mà nếu mà đây là năm thứ tư, tiếc cho những người chưa được. Và đối với gặp gỡ mùa thu thì Đại cảm thấy là đây là một cái sân chơi dành cho những bạn có thể chưa biết gì, có thể tìm hiểu và tò mò về điện ảnh, cũng như các bạn là đã muốn nâng cao cái kỹ năng diễn xuất của mình. Thì đối với Đại đây là một cái môi trường rất là thoải mái và tự nhiên, và đôi khi là mình cũng cần những cái môi trường giống như vậy để quên mất mình là ai, mình hãy là chính bản thân mình và thoải mái hết sức có thể để có thể biết được những điều mới hơn, hoặc là những giải đáp được cho mình những cái câu hỏi mà mình cảm thấy là thắc mắc không biết như thế nào.